Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tầng 56.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần tin tức vào ngày thứ ba hôm nay ngày 27 tháng 2 2018. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Một cơn mưa đầu mùa, đầu mùa xuân vào đã đến với miền Nam California. Chúng tôi cứ ngỡ là nó sẽ xảy ra ở tại Santa Barbara ngày hôm qua. Họ nói rằng là ngày thứ hai họ lo ngại và chiều hôm qua đã có các lệnh báo động ở cái vùng Montecito, cái vùng có đất chùi mà khiến cho nhiều người thiệt mạng. Ngày hôm qua mưa lũ và có báo động về tình trạng đất chùi. Thế nhưng ở ngay cả quận Cam cũng bị ảnh hưởng một phần, nhưng chúng ta đang rất cần cơn mưa này, Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, như ngày hôm qua chúng tôi đã đưa tin là bởi vì ảnh hưởng của cơn bão mà bắt đầu từ chiều tối ngày hôm qua kéo dài luôn cho đến ngày hôm nay và trong vài ngày sắp tới nữa, thời tiết của miền Nam Cali trong mấy ngày nay rất là ảm đạm. Đầu tiên là các vùng núi sẽ có tuyết rơi, thưa quý vị, và nhiệt độ lạnh cóng. Đa số ở quận Cam đến 60% là trời sẽ mưa, mà trong đó có một số vùng tại quận Cam chúng ta cũng như là khu vực Lake Elsinore sẽ có mưa lớn gây ra lo ngại về lũ lụt. Như anh Thủy đã nói, cư dân của Montecito họ đã nhận được cảnh báo về lũ lụt và mọi người không hề xem nhẹ cái cảnh báo này. Họ rất quan tâm bởi vì theo sau cái hậu quả của đất chùi vừa qua, người dân đã sử dụng bao cát để mà tấn quanh nhà. Chưa kể là có một số người vì nhà ở gần những cái sườn đồi hoặc là những con dốc, họ đã từ chiều tối ngày hôm qua đã đi đến nhà của người quen để phòng tránh là đất chùi xuống. Khu vực Los Angeles ngày hôm nay cũng có 60% là nhiệt độ là trời sẽ mưa. Nhiệt độ trung bình ngày hôm nay khá thấp ở cho Los Angeles, chỉ có khoảng 55 đến 58 độ thưa quý vị. Và các bãi biển sẽ có những cái đợt sóng cao từ 2 cho đến 4 feet. Thứ tư, chúng ta sẽ có một ngày trời quang mây tạnh. Tuy nhiên, một cái cơn bão thứ nhì sẽ tiến vào Cali vào hôm thứ năm, lại khiến cho thời tiết tiếp tục bị mưa và kéo dài cho đến ngày thứ sáu này. Tuy nhiên, giới chức họ vẫn chưa đưa ra cảnh báo di tản, đặc biệt là tại quận Santa Barbara, thưa quý vị. Nhưng mà họ cũng khuyến cáo là có nhiều khi có những vùng không có nhận được khuyến cáo lũ lụt, nhưng mà do mưa lớn cũng sẽ có bị lũ lụt. Quý vị cần cẩn thận và trong những ngày này nên liên tục theo dõi mạng xã hội để xem những cảnh báo do giới chức đưa ra. Cách đây một tuần thì dự báo thời tiết cũng ảm đạm, nói rằng là khí hậu khô hạn ở California khiến chúng ta đang thiếu nước. Cứ một tháng họ lên trên vùng núi Sierra Mountain để họ đo lường cái lượng tuyết, và cái lượng tuyết nó đang giảm dần giảm dần. Các hồ chứa nước thì chứa nước nhưng mà cần phải có thêm mưa nữa, đặc biệt trong mùa thu và mùa đông năm nay dường như là trời khô hạn. Nhưng mà ít nhất có hai đợt mưa này cũng làm giảm thiểu các mối lo ngại. Họ lo sợ rằng là trong những mùa hè sắp tới, nếu mà tình trạng mà khô hạn tiếp tục, chúng ta lại thiếu nước và lại phải đương đầu thêm với tình trạng báo động về thiếu nước. Giờ đây chúng tôi đến với quý vị trong thị trường nhà đất Kay Schiller, một trong những công ty chuyên khảo sát về giá nhà trên khắp nước Mỹ, vừa ra thông cáo báo chí cho biết giá nhà trong thời gian qua, tính vào tháng 12 là chỉ số họ đo lường được, giá nhà trung bình trên toàn quốc Hoa Kỳ đã tăng 6,3%. Đây là giá trung bình trên toàn quốc, quý vị nha. Còn riêng ở California thì mình không tính được. California vẫn là khu vực có giá nhà tăng mạnh nhất nước Mỹ. Bên cạnh đó là Miami và các vùng Houston cũng vậy, do ảnh hưởng của cơn bão Harvey. Ngày nay thì rất nhiều căn nhà đã tăng giá ở khu vực này. Nhưng mà San Francisco vẫn là nơi có giá nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ luôn. Một cái căn nhà, một cái căn phòng chứ không phải nhà thưa quý vị, khoảng 400 tới 500 square feet, giá trung bình vào khoảng 600.000 đô la. Có 500 square feet thôi, Thảo Yên làm sao một mình sống nổi, nhưng mà
có rất nhiều người đang đi làm, họ mừng nếu mà họ mua được một căn nhà ở San Francisco 500 square feet, 600-700 ngàn đô la. Yeah. Một cái căn phòng nhỏ thôi. Thì theo cái số liệu này thì giá nhà sẽ tiếp tục khó khăn nữa. Vừa vì thứ nhất đó, thưa quý vị, ai cũng biết được khi mà đất hiếm thì là nhà tăng. Và cái tình trạng nhà 3 tầng là đương nhiên rồi. Bên cạnh đó, trong các khu vực thành phố lớn, đô thị của LA, quận Cam, San Bernardino, Riverside, nhất là dọc lên miền phía Bắc California, giá nhà sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bởi vì họ nói là không có đất để xây thêm nhà, trong khi người dân lại muốn tập trung về các trung tâm đô thị, nơi có công ăn việc làm nhiều hơn để mà cư ngụ. Đồng thời, tình trạng giá nhà tăng cũng tạo nên cái tình trạng vô gia cư, và vấn nạn lớn nhất hiện nay của chính quyền California là giải quyết cái tình trạng này. Bên cạnh đó, cái con số thứ nhì liên quan đến manufacturing, các nhà máy sản xuất, thì bản tin ghi nhận sáng nay có chút xíu hơi bị bi quan, đó là đơn đặt hàng giảm đi một chút xíu, cho nên cái hoạt động của các nhà máy hãng xưởng trên khắp nước Mỹ có vẻ giảm thiểu chút xíu. Với hai cái bản tin đó, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sáng tới giờ nó lên xuống một chút xíu, mở cửa thì lên được 33 điểm. Sau đó có cái báo cáo về manufacturing, nhà máy sản xuất bị yếu kém, giá đi xuống một chút xíu, và giờ đây chúng ta nhìn thấy giá cũng đi xuống luôn ở mức 45 điểm. Hồi sáng nay là lên được 33 điểm, thưa quý vị, 25.664. Tuy nhiên, nếu cái con số này so sánh ra đó thì còn khoảng chòm chèm 900 điểm nữa là Dow Jones sẽ trở về mức kỷ lục cũ cách đây chỉ có khoảng 2 tuần lễ mà thôi. Sau những cái biến động rất lớn trước Tết, quý vị còn nhớ, thì Dow Jones đã mất gần 3.000 điểm. Nhưng mà trong liên tục, ngày hôm qua lên cũng gần 400 điểm, hôm thứ 6 cũng lên mấy trăm điểm luôn. Trong 2 ngày thứ 6 và thứ 2 vừa qua, Dow Jones đã gỡ lại 800 điểm. Đó là riêng 2 ngày đó thôi. Trước đó cũng lên từ từ và giải tỏa được cái tình trạng mà chỉnh giá mất gần 3.000 điểm. Nasdaq xuống gần 31 điểm, 7.390. S&P 500 xuống hơn 7 điểm, 2.772. Giá dầu xuống 57 cent, 63 đồng 34 cent. Và giá vàng xuống 14 đồng 20 cent. Vàng có thể nói rằng rất là trì trệ trong thời gian qua, ở mức 1.330, 1.340 là tối đa, không thể nào lên được 1.400 nữa, thưa quý vị. Và hôm nay càng xuống hơn nữa, còn có 1.318 đồng 60 cent. Vâng, thưa quý vị, và trong khi đó thì mới sáng ngày hôm nay, chính quyền tiểu bang Georgia vừa lên tiếng là sẽ đe dọa có biện pháp trừng phạt đối với hãng hàng không Delta Airlines sau khi mà Delta tuyên bố họ kết thúc cái chương trình giảm giá cho các thành viên của NRA, Hiệp hội Xuất trường Quốc gia. Thì chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi sẽ tiếp tục bản tin này sau phần thương mại của đài. Rất cảm ơn quý vị.